họa tiết vô cùng bắt mắt, cộng với là cái màu sắc tươi mới như thế này nè các chị ơi. Và cái kiểu dáng nữa, form đuôi cá cho các chị xòe rất là duyên dáng ha. Phía trên sẽ là cái bảng dây lớn cho mình và cổ vuông cho các chị đây. Và nó hơi nhọn ở phần chính giữa, là cái chị mặc lên rất là tôn dáng luôn ha. Màu vàng phối với họa tiết màu xanh, màu trắng cho các chị, mặc nhìn rất là bắt mắt. Và cái form này không phải là form body, cũng không phải là form xòe nhiều, nó sẽ ôm theo dáng của các chị phía xuống sau đây. Và đặc biệt điểm nhấn đằng sau đó chính là sẽ có một cái bảng nơ lớn cho các chị cột lại, và các chị mặc áo trong vẫn bình thường luôn nha. Ngay eo sẽ có cái bo chung cho mọi người. Và đầm này bên em có tổng cộng 3 màu, thứ nhất là màu vàng, rồi không biết thứ hai, thứ ba là màu gì, em chuyển nhanh cho mọi người coi ha. Với cái kiểu dáng như thế này thì cái màu sắc em đang mặc trên người thì chắc chắn các chị sẽ rất là dễ mặc. Và mình mặc vô nhìn rất là trắng da nha các chị nha, không hề kén da đâu, tại vì nền của nó là một cái tông màu xanh đen và phối với là màu xanh sáng hơn một tí xíu, với lại màu vàng, màu xanh lá, màu trắng nữa, rất là xinh đẹp đúng không các chị. Và cái kiểu này chị thay vì cắt nơ ở đằng sau, em sẽ cột nơ ở phía trước cho mọi người luôn nha. Đây, xoay đằng sau cho các chị coi phía sau lưng nè, thì mình mặc vẫn rất là kín chứ không hề bị hở nha các chị. Phía trên vẫn là cái bảng dây lớn cho mình mặc rất là tôn dáng, phía sau nó sẽ dài hơn phía trước một tí xíu, kiểu như là cái đuôi cá nhẹ mãi mãi cho các chị mặc, cảm giác cái chân mình nó dài hơn và nhìn nó rất là thước tha, và giúp các chị che được cái điểm bụng nữa. Còn lại một màu cuối cùng thì em sẽ chuyển nhanh cho mọi người coi luôn nha. Nổi bật quá đúng không các chị ơi, tông màu đỏ này phải nói là rất là xinh đẹp luôn. Và màu đỏ này các chị mặc vô cực kỳ trắng da, phối với lại cái họa tiết màu xanh, màu vàng và màu trắng cho các chị, rất là tôn da với lại là tôn dáng đúng không mọi người. Vẫn là cái form xòe đuôi cá phía dưới cho các chị, và cái phần trước nó sẽ ngắn hơn phía sau, mặc cảm giác người mình rất là thon gọn các chị ha. Phía trên vẫn là cái bảng dây, nhưng mà dây lớn thì nó không có cảm giác trống đâu. Và phía sau lưng đây em thắt nơ cho các chị nè, mọi người thắt nơ thì sẽ tạo điểm nhấn cho đầm nhiều hơn. Phía sau lưng có cái bo chung cho nên mọi người mặc nó co giãn rất là thoải mái. Và đầm này các chị có thể mặc được khoảng 50 mấy 60 ký hoặc là hơn, tùy vào cái chiều cao nha. Ba màu tổng cộng, ưng mẫu nào thì các chị gửi ngay cho em mã sản phẩm cùng số điện thoại, em có để mã sản phẩm bên dưới clip đây, bên em sẽ tư vấn kỹ cái size nè, chọn màu sắc cho các chị phù hợp với màu da và giao hàng cho các chị luôn nha.